chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái máy mài dao kéo của Đức nha các bác nhé. Hàng này hàng của Đức ạ. Đây là sách hướng dẫn này. Đây là viên đá này. Đây là cái phụ tùng để mình kẹp dao mài này. Này thì người ta kẹp dao. Kẹp dao thì như cái đây. Đó, cái này này. Kẹp dao đây. Này để người ta kẹp dao. Kẹp dao để người ta mài. Còn cái đây là kẹp mũi đục này. Rồi nó đục vào mũi bào. Thì người ta sẽ đổ nước vào đây và người ta chạy. Còn đây là cái thước để mình đo.
là cái nút nguồn mình sẽ bật. Bên là chạy nhanh hơn, bên là chạy chậm hơn tí. Bên này nó bằng da nha các bác nhá. Bên một bên này bằng da và bên này bằng đá là bên mịn. Thì mài xong rồi mình lấy lưỡi sắc ở đây. Đây là máy mài dao kéo bằng nước, máy mài nước. Đây là những phụ tùng để mình kẹp và mình kẹp dao, kẹp nước để mình mài.